Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7, ngày 30 tháng 12 năm 2017 của 12 con giáp. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho biết, người tuổi Thân đón thứ 7 có tài tinh chiếu sáng nên tài chính hanh thông, có các khoản bất ngờ thu lợi nên bạn không lo lắng gì nhiều về chi tiêu. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ 7 của người tuổi Tý có một ngày phấn đấu hết mình cho sự nghiệp. Bạn làm việc rất hăng hái, có nhiều đổi mới trong tư duy cũng như cách thức hành động, nhưng gặp Tý Mão tương hình nên đề phòng tiểu nhân gây hấn. Người này muốn quấy rối để bạn làm nhiễu loạn, ảnh hưởng tới hiệu suất nên hãy cẩn trọng hơn nhé. Sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày hôm nay tương đối khởi sắc, nhưng vì bạn bận rộn nên bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Có điểm mệt mỏi khó chịu và kiệt sức vào buổi chiều. Bạn nên có thời gian để nghỉ trưa, kể cả ngắn nhưng cũng giúp phục hồi năng lượng. Đồng thời, ăn uống phong phú, đủ chất dinh dưỡng, chứ đừng qua loa cho có, sẽ khiến cho thân thể không chịu đựng nổi đâu. Tình cảm có sao thực thần thúc đẩy, người ở giữa bắc cầu đưa lối, làm trung gian giúp hai người dễ dàng bày tỏ được với nhau. Nhưng mặt khác, người tuổi Tý cũng phải nhanh nhẹn, chủ động và tích cực với mối quan hệ của mình, chứ đừng quá ỷ lại vào người khác, sẽ tạo cảm giác gượng ép hoặc là quá bối rối. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi ngày 30 tháng 12 năm 2017, người tuổi Sửu đón thứ 7 có chính ấn nên sự nghiệp hành thông thuận lợi, cơ hội phát triển và thăng chức trở nên rõ ràng. Những cố gắng trong thời gian qua của bạn đã tới lúc gặt hái thành quả rồi, chỉ còn cách thành công một bước chân thôi nên hãy phấn đấu và thận trọng hơn, đừng lơ là bất cẩn một phút nào nhé. Dẫu vậy, bản mệnh lại suy nghĩ quá nhiều, lo đông, lo tây nên tâm tình không được thoải mái cho lắm. Trong lòng có nhiều áp lực khiến cho thân thể cũng bị ảnh hưởng. Ngoài việc đấu đá với những người khác để khẳng định bản thân mình, thì con giáp này còn phải tìm cách để phát triển chính mình, thay đổi để không bị trì trệ, thụt lùi hay là ngủ quên trên chiến thắng. May mắn là tình cảm tốt lành, người thân thiết ở bên cạnh an ủi sẻ chia, động viên rất nhiều nên người tuổi Sửu cũng đỡ căng thẳng hơn. Dồn ép mình quá không tốt đâu, dành thời gian để gạt bỏ mọi chuyện sang một bên và nghỉ ngơi đúng nghĩa, cùng bạn bè, người thân, người yêu đi giải trí để thả lỏng tâm tình. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Tỵ. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi của người tuổi Dần, mở cửa là gặp hỷ trong ngày thứ 7. Mộc vượng chủ sáng tạo và thuận lợi cho những người khởi đầu mới nên bạn tràn đầy năng lượng, sức sống dồi dào, bắt tay ngay vào những công việc mà mình có hứng thú. Đó sẽ là bước đầu tiên hứa hẹn những thành quả tốt đẹp trong tương lai. Mạnh dạn lên nhé, luôn có người ủng hộ phía sau đấy. Sự nghiệp của người tuổi Dần khá tốt, bạn có nhiều ý tưởng mới và thể hiện được tầm nhìn xa. Tuy rằng có đôi chút viển vông, nhưng cộng sự, đồng nghiệp sẽ kéo bạn về với thực tại ngay thôi. Chú ý lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người để hoàn thiện kế hoạch của mình. Đi vào tiến hành một cách suôn sẻ và hiệu quả hơn nhé. Tiếc rằng chuyện tình cảm không có gì tiến triển. Nếu quyết định tỏ tình hay hẹn hò trong ngày hôm nay thì lời khuyên là không nên. Kẻo việc vui lại hóa ra buồn, bị từ chối thì ê mặt lắm. Cô thần chủ lạnh nhạt, nhất là nam giới không có ý định nghiêm túc, chưa thực sự sẵn sàng thì nên dành thời gian tâm sức cho việc khác, tránh xa việc làm mình thêm mệt mỏi. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão có tử vi ngày 30 tháng 12 năm 2017 tốt lành nhờ quan tinh nâng đỡ sự nghiệp. Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn so với thời điểm hiện tại. Không chỉ trong công việc mà còn cả học tập, kỹ năng cũng được trau dồi, khiến bạn trở thành người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn và toàn diện hơn. Nhưng vì Mão mộc tự hình nên tư duy của bản mệnh thiếu mạch lạc, vẽ ra những viễn cảnh không tốt đẹp và tự hù dọa mình. Bạn đang có những bước tiến triển khá đáng kể với những thành quả được ghi nhận cơ mà. Tại sao lại mất thời gian và công sức cho những điều có thể không bao giờ xảy ra nhỉ?
nghĩ tích cực và tự tin lên nào. Kiến nghị bản mệnh nên đọc sách, ra ngoài trò chuyện cùng mọi người, trải nghiệm những điều mình chưa từng thử để có cái nhìn rộng mở, phóng khoáng và quên dằn vặt bản thân. Đi du lịch cũng là cách hay để bạn giải tỏa áp lực vô hình, vận động ngoài trời, thay đổi hoàn toàn rất có ích cho thân thể và tinh thần. Con số may mắn 5, 6. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày báo người tuổi Thìn gặp ngày tương hại nên đề phòng những người không có ý tốt với mình. Chú ý tất cả đối thủ cũng như những người từng có hiềm khích. Đừng bỏ qua bất cứ động thái nào bởi rất có thể họ đang bày mưu tinh kế ám hại bản mệnh. Cẩn trọng song không nghi ngờ linh tinh, hãy giữ cho bản thân mình luôn tỉnh táo và cần thiết để nhìn nhận một cách đúng đắn. Cơ hội của thực thần nên mở rộng quan hệ xã giao, tạo mối quan hệ tốt với mọi người để không bị cô lập. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, sự hòa đồng, thấu hiểu và sẻ chia là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn tạo dựng được điều đó thì không còn phải lo lắng người khác có cơ hội để hạ bệ mình nữa, giải quyết vấn đề tận gốc. Ngày có thất sát nên có nhiều hung hiểm, đặc biệt là có tai nạn hoặc va chạm, nên khai trương, mở cửa hàng, cửa hiệu và xây sửa nhà cửa sẽ không được thuận lợi. Vì thế, để đảm bảo an toàn cũng như suôn sẻ thì nên chọn một ngày tốt khác để tiến hành, nên tham khảo tra cứu, xem ngày tốt xấu trên trang lịch ngày tốt. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ. Theo tử vi thứ 7 của 12 con giáp, người tuổi Tỵ có thái dương chiếu mệnh nên sự nghiệp vô cùng rạng rỡ, đạt được thành công to lớn khiến bạn tự hào về chính mình. Ánh sáng này có được ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp này thì còn có cả sự giúp đỡ của quý nhân cùng với thời cơ ông trời ưu ái, đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Với người muốn thăng tiến thì đây là cơ hội không thể tốt hơn. Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình đã đề ra nên đừng ngần ngại tiến bước, cạnh tranh công bằng, thẳng thắn thì hoàn toàn là chính đáng. Đừng tự che lấp ánh sáng của bản thân mình. Tôn trọng bản thân và tôn trọng đối thủ, bạn xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, tiến xa hơn hiện tại. Người làm việc tự do có thể tận dụng dịch mã để làm chuyến ra ngoại tăng cường tình nhân. Thư giãn tinh thần, không đi xa thì đi gần, thay đổi không khí rất có lợi cho sức khỏe và tinh thần, lại mở ra cho bạn những tư tưởng mới, cởi mở hơn, phóng khoáng hơn, giúp công việc nói riêng và cuộc sống nói chung càng thêm phong phú. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, tím, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Sửu. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi thứ 7 của người tuổi Ngọ có sự trợ giúp của nguyệt giải quý nhân nên quan hệ tình cảm ngọt ngào dịu dàng. Bao nhiêu hiểu lầm đều được hóa giải và dần tìm lại được cảm xúc yêu thương. Nội tâm bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng dần sáng tỏ và bạn đã rút được kinh nghiệm cho bản thân mình, cư xử khéo léo và chân thành hơn. Tài lộc khá tốt, dù không hẳn là ngồi đếm tiền mỏi tay nhưng vì công việc trôi chảy nên các khoản thu về cũng không ít. Tài tinh chiếu sáng, chỉ cần bạn làm việc nghiêm túc, ổn định thì thời gian này không cần phải lo lắng về tài chính. Ngược lại, đầu tư thì cần thời gian để định hướng thị trường nên ban đầu không quá khởi sắc, hãy kiên nhẫn và tập trung. Sau khi kết thúc công việc, bản mệnh nên lui tới những nơi thanh tịnh hoặc là tự mình tĩnh tâm lại tại gia để rũ bỏ mệt mỏi. Tìm kiếm sự thanh thản về thể chất và tinh thần, mình rất có lợi cho cơ thể. Thiền, phương pháp rèn luyện thân thể hiệu quả theo khoa học, mang lại nhiều điều mà người tuổi Ngọ chưa từng được tiếp cận và giúp cho bạn ngộ ra nhiều điều về cuộc sống này. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Mùi. Theo tử vi hôm nay, người tuổi Mùi có tam hợp cục vượng đường xã giao, bạn nắm bắt được tâm lý của người khác nên nhanh chóng làm quen, trò chuyện và kết nối để tạo thành các mối quan hệ thân thiết, phục vụ cho công việc cũng như các phương diện khác trong cuộc sống. Nhờ vậy mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, tự chiêu quý nhân vận cho mình. Dịch mã vô duyên, nên dù phải đi xa hoặc di chuyển nhiều thì tài lộc của người tuổi Mùi cũng không mấy khởi sắc. Không nên tốn thời gian vào phương diện này mà cần phải tìm lối đi mới mẻ hơn.
ví dụ như là chuyển hướng kinh doanh hoặc là thay đổi cách suy nghĩ về công việc, có cách tiếp cận mới để mở ra con đường phát triển cho bản thân. Người tuổi Mùi đối với người thân không có nhiều thời gian cũng như tâm sức vì bạn quá bận rộn việc bên ngoài. Đôi khi cảm thấy trách nhiệm gia đình là gánh nặng, không muốn đảm đương. Đôi lời suy ngẫm về tình nghĩa gia đình sẽ cho bạn những ý tưởng khác về vấn đề này để nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Mão. Tử vi tuổi Thân. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho biết người tuổi Thân đón thứ 7 có tài tinh chiếu sáng nên chính tài hanh thông, có các khoản bất ngờ thu lợi nên không lo lắng gì về chi tiêu. Nhưng đừng phóng tay quá nhé, vì cuối năm sẽ có những dự định cần tới tiền, tích lũy cho tương lai để phát triển số tiền mà mình đang có là một lựa chọn khôn ngoan. Người tuổi Thân nên tổng cựu nghênh tiến, rũ bỏ những mâu thuẫn cũ để có thể đón chào những điều mới mẻ trong chuyện tình cảm. Tình yêu hay tình bạn, tình thân đều cần nhiều sự bao dung, phóng khoáng, chân thành. Nên những cảm xúc đã qua đừng giữ lại trong lòng, nhưng cũng đừng vì thế mà sợ hãi. Hạnh phúc luôn dành cho bạn ở phía trước. Sức khỏe hơi kém một chút do ngũ hành bất hòa. Bạn dễ bị bệnh gan hoặc là gan hoạt động kém. Ngoài việc chăm chỉ bồi dưỡng và giữ chữa trị thì thoải mái tinh thần, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ cũng giúp ích rất nhiều. Bận rộn tới đâu cũng đừng quên quan tâm tới chính bản thân mình nhiều hơn nhé. Đừng quên bỏ bê thân thể. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Dậu. Khác với tử vi ngày 29 tháng 12 năm 2017, hôm nay người tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại trong công việc vì Mão Dậu tương xung. Có những việc bạn không ngờ mà cũng ập tới khiến dự định bị đổ bể. Lúc này hoang mang là không thể tránh khỏi, nhưng cũng phải bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề, tránh ảnh hưởng tới cục diện chung. Tuy không có sự hanh thông nhưng trong công việc, tài lộc cũng khá vượng nhờ có thiên tài mà người nhà trợ giúp, bạn bè biếu tặng. Vì thế mà áp lực kinh tế của con giáp này không lớn, bạn thoải mái theo đuổi sở thích, đam mê trong công việc cũng như chi tiêu khá thoáng. Đó là niềm vui hạnh phúc mà không phải ai cũng có được đâu. Sức khỏe của người tuổi Dậu gặp chút vấn đề do bạn mải mê gặp lại ngũ hành tương khắc. Đau đầu, đau lưng, mệt mỏi khiến bản mệnh khá khó chịu. Nên đừng làm việc trong thời gian quá dài mà cần phải có những lúc nghỉ ngơi giữa giờ, đi lại cho thư giãn gân cốt, thoải mái tinh thần, tránh căng thẳng kéo dài, gây áp lực lên cơ thể. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi ngày 30 tháng 12 năm 2017 của người tuổi Tuất gặp đào hoa vượng, tình duyên sáng tỏ, ngọn lời cùng người thương nhất định nhận được hạnh phúc. Thời cơ này đối với người còn độc thân cực sự là rất tốt, bạn có thể thoải mái bản thân đến nếm trải sự ngọt ngào và thân thiết mà đối phương mang lại, xoa dịu những tháng ngày nhàm chán trước đây. Cả năm bạn đã chăm chỉ, làm việc hăng say, có tinh thần cống hiến thì chắc chắn công ty sẽ không phụ công đâu. Thời điểm này, mọi thứ đều đã có kết quả cụ thể nên chỉ cần giữ vững phong độ thì sự nghiệp không có gì đáng ngại. Con giáp này không lơ là, làm việc đúng trách nhiệm, thi thưởng và đề bạt thăng chức sắp tới tay rồi. Đây cũng là ngày rất thích hợp để tuổi Tuất xuất hành nhờ có dịch mã năng động. Bạn có thể đi công tác, làm việc hay đi du lịch, vui chơi đều được. Đừng ngại ngần xa xôi hay là thời tiết xấu. Thay đổi hoàn cảnh một chút sẽ tốt cho trí tuệ của bạn. Biết đâu, thông qua chuyến đi lại phát hiện ra những điều mới mẻ và hữu ích. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Xem bói tử vi cho người tuổi Hợi có một ngày thứ bảy vui tươi và nhiều hứng khởi với tam hợp cục vượng đường công danh. Những hạng mục do bạn đảm nhiệm đều hoàn thành xuất sắc, kết quả vượt bậc nên đương nhiên đánh giá của cấp trên đối với bạn cũng cao hơn những người khác. Có thể không tin, thông tin khen thưởng sẽ tới sớm đấy. Người tuổi Hợi ra đường vui chơi nên cẩn thận tư trang, đồ đạc, nhất là đến những chốn đông người. Dịp này bạn cũng sẽ chi tiêu nhiều tiền cho mua sắm, giải trí, tuy là hao tài nhưng cũng đáng,
rồi sẽ kiếm lại được thôi. Quan trọng nhất là chi tiêu hợp lý. Đừng cậy tài tinh chiếu sáng mà tiêu hoang lãng phí, học oải công tốn sức. Sức khỏe là yếu tố bản mệnh nên lưu ý vì thời tiết đang chuyển biến thất thường. Lại thêm ngũ hành bản mệnh tiêu hao nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh. Đồng thời vận động nhiều hơn, tránh u ly một chỗ làm cho thân thể trì trệ, dễ mắc bệnh và làm suy giảm thân thể. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.